Mà ở đây nâng cấp rộng quá, đi đi nãy giờ không hết luôn, mỗi chung mà tao thấy nó đẹp như tụi mình lắm luôn. Trời ơi, hả? Hả? Nãy giờ lo nói chuyện mà thấy chưa? Xém nữa mà đi qua khỏi cửa này, địa điểm tiếp theo rồi nè. Thôi mình đi vô đây đi. Đi. Cái này còn... nhìn chả quá Mà mọi người có thấy gì không? Như si ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Ê bên này nè, bên này nè. Không mua cho Thảo hả? Không. Ê đẹp quá à. Ý tính nhậu kìa. Dạ hình ảnh tụi mình. Chào tụi em. Dạ chào anh. Anh là Đạt, anh là quản lý của thương hiệu Cha Tru ở Việt Nam. Dạ. Thì tụi em chào anh Đạt. Dạ em là Hikari. Em là Tiên Linh. Em là Minxi. Welcome tụi em. Dạ. Đây là lần đầu tiên Etiophoria đến với cửa hàng Cha Tru. Nhưng mà anh ơi, cửa hàng Cha Tru của mình thì là một cửa hàng Hàn Quốc. Thì có cập nhật những xu hướng mới của Hàn Quốc không ạ? Hay là chỉ mang những cái nét đặc trưng của Hàn Quốc và Việt Nam thôi ạ? Cha Tru là thương hiệu lifestyle hàng đầu của Hàn Quốc. Do đó Cha Tru luôn cập nhật những xu hướng mới nhất được yêu chuộng ở Hàn Quốc để phục vụ người Việt chúng ta. Anh có thể có giới thiệu cho tụi em biết những cái sản phẩm mới ở đây á, cũng như là những cái xu thế mới ở đây như thế nào? Để phù hợp với thời tiết nóng bức hiện tại á, thì Cha Tru đặc biệt giới thiệu đến tụi em dòng sản phẩm giải nhiệt và dòng sản phẩm du lịch, như là bộ sản phẩm vải giải nhiệt giúp đem lại cảm giác mát lạnh khi mà chạm vào da chúng ta. Thiết kế rất là hợp thời trang, phù hợp cho các bạn nữ giống như tụi em có thể mặc đi làm hoặc đi chơi một cách dễ dàng. Dạ tụi em sẽ đi vòng vòng tham quan nha. Cảm ơn nha. Nè em xin nghe nè. Thơm á. Thơm hơn. Ở đây có quá trời loại luôn lắm luôn, không biết loại nào rồi loại dạ, nào. Dạ hai em ha, chị Tân Hạnh ha, chị hỗ trợ mình chọn sản phẩm tinh dầu bên mình ha. Dạ, chào chị. Chào em. Em thấy ở đây nhiều loại tinh dầu lắm luôn á. Loại tinh dầu này á thì người ta đã pha sẵn rồi. Mấy bạn về á, giống như là em chỉ cần đưa những cái cây sông tinh dầu này mình vào thôi, cắm giống như dạng này thì mình có thể làm khuếch tán cái hương trong phòng mình và là trong phòng khách. Còn cái này dạng giống như là dạng cô đặc, mình chưa có pha. Mấy bạn có thể sử dụng là máy sông tinh dầu. Ôi nhìn thơm quá ha. Trời ơi, nhìn cái hộp nó sang lắm luôn. Đúng rồi. Tại vì tất cả sản phẩm mình về đều nhập từ Hàn Quốc. Rồi. Chị, vậy chị cho em một loại này đi chị. Em lấy một loại này đúng không? Dạ, một loại hương. Si trả tiền. Tiên trả tiền. Thôi, si trả tiền đây. Thôi, xe 2. Dạ, vậy em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Thôi, chị tư vấn cho em. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Dạ. Hẹn gặp lại em nha. Dạ. Xinh quá à. Ý, mình biết cái này nè. Cái này xài tốt lắm luôn á. Ê, rẻ quá à. Ôi, xinh quá nè. Không biết Tiên Linh với Minh Si thế không nhỉ? Để mình ra hỏi xem. Sẵn tiện chị nhớ làm thẻ cho tụi em luôn nha. Chị thông tin nha. Nhưng mà đâu rồi? Tính tiền mà không rủ. Cái gì vậy? Thu mà không rủ. Em gửi chị. Đâu phải là không rủ đâu, mà tại quay qua thấy dòm nó mua đồ quá trời. Nè nè nè. Nè. Tặng mỗi người một cái đó nè nè. Chắc tặng à nghe. Tặng thì có chị tính tiền cho em, chị em tặng hai bạn đó hai cái này. Chị ơi tính tiền giùm cho tụi em nha chị. Em xin cảm ơn cửa hàng Cha Tru. Em mong rằng Cha Tru sẽ luôn luôn đông khách và luôn luôn duy trì được vẻ tinh tế, đơn giản và đặc biệt hơn là Etiophoria chúng em. Xin cảm ơn các anh chị nhân viên đã nhiệt tình tư vấn. Các bạn ơi, đây cũng chưa phải là kết thúc đâu nha. Chính vì thế các bạn đừng rời khỏi màn hình mà hãy cùng với Etiophoria đến với địa điểm tiếp theo thôi. Đi nào.